Hai lúa đã quay trở lại rồi đây. Trong video clip này, chúng ta cùng tiếp tục series về database và SQL. Trong tập 4 này, chúng ta cùng thực hành xây dựng một cơ sở dữ liệu để mà các bạn có thể nắm rõ những cái lý thuyết mà các bạn đã học ở các tập trước. Nói về cái việc mà xây dựng cơ sở dữ liệu, chúng ta sẽ sử dụng ERD, một cái sơ đồ mà chúng ta đã học ở tập trước. Liên quan tới việc sử dụng ERD, chúng ta cũng sẽ nói về những cái vấn đề, những cái lỗi trong thiết kế mà các bạn sẽ gặp phải. Để mà thiết kế cơ sở dữ liệu, không phải là chúng ta học SQL để mà chúng ta có thể thiết kế cơ sở dữ liệu đâu. Chúng ta muốn thiết kế thì chúng ta sẽ phải học nguyên lý. Thì nguyên lý ở đây, chúng ta sẽ có những cái nguyên lý mà mình đã nói ở tập trước. Ngoài ra, các bạn sẽ thấy là nếu như BA có thể thực hiện tốt cái công việc về mặt thiết kế cơ sở dữ liệu, đây là một trong những điểm mà các bạn có thể hỗ trợ rất là nhiều trong cái công việc của các bạn Data Engineering, các bạn Data Scientist. Học và cái việc thực hành cơ sở dữ liệu nó sẽ đơn giản thôi, nó sẽ không có phức tạp. Chúng ta cùng nhắc lại một tí về cái việc mà cái nguyên lý, cái tư duy trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu. Thì cái cơ sở dữ liệu thì thật ra hiểu một cách đơn giản, nó chỉ là sự kết hợp bởi hai thành tố thôi. Thành tố đầu tiên là những cái đối tượng, và cái thứ hai đó là những cái hoạt động của các đối tượng đó. Phương pháp xử lý nó như thế nào? Đối tượng, các bạn sẽ xác định rõ những cái đối tượng nào là duy nhất. Thì thật ra các bạn sẽ thấy là nói về cơ sở dữ liệu, nó chỉ là những cái hoạt động của các cái đối tượng duy nhất này thôi, các cái đối tượng mà nó sẽ không lặp đi lặp lại. Các cái đối tượng này nó có những cái hoạt động, và các cái hoạt động này nó sẽ được nhật ký lại, các cái transaction, các cái giao dịch của đối tượng này nó sẽ được nhật ký lại, các cái hoạt động tương tác của đối tượng này nó sẽ được nhật ký lại. Và tất cả những cái đối tượng này, tất cả những cái hoạt động, những cái nhật ký, những cái transaction này nó được liên kết với nhau và tương tác với nhau thành một thể thống nhất. Những cái liên kết và tương tác này nó sẽ cùng nhau tạo nên những cái relationship mà chúng ta đã học ở bài trước. Ok, chúng ta sẽ vào thực hành. Cái case study của hôm nay đó là chúng ta sẽ xây dựng một cái cơ sở dữ liệu để mà chúng ta theo dõi cho một cái trường học. Một cái trường học này tất nhiên quy mô nhỏ thôi, để mà chúng ta có thể thực hành ban đầu, rồi từ từ sau này trong công việc có thể các bạn sẽ gặp những dự án nó lớn hơn, nó cao xa hơn. Còn trước mắt chúng ta cùng thực hiện cái case study này để chúng ta hiểu rõ về cái nguyên tắc thiết kế hơn. Chúng ta cùng bắt đầu thực hành. Chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm draw.io để mà chúng ta thiết kế nên cái cơ sở dữ liệu. Case study của chúng ta đó là trường học. Việc đầu tiên, chúng ta sẽ xác định các cái đối tượng là duy nhất. Các bạn có thể thấy một số cái đối tượng duy nhất, ví dụ giáo viên, học sinh, môn học. Việc đầu tiên của chúng ta làm không phải là cái việc mà chúng ta cứ ngồi suy nghĩ, mà đây một trong những điểm mà mình thấy có rất nhiều bạn trẻ mà các bạn hay gặp phải, đó là các bạn không biết làm gì, các bạn chưa biết sẽ bắt đầu từ đâu á. Mọi người thường sẽ kiểu là mọi người cứ suy nghĩ, mọi người cứ nhìn, mọi người cứ làm này kia mà mãi cả buổi cả ngày các bạn không ra được cái gì cả. Thì lời khuyên của mình là các bạn hãy viết vào, các bạn hãy làm đi, các bạn hãy khởi tạo những cái ban đầu đi. Rồi sau đó mọi người sẽ phát triển những cái ban đầu đó thành nó đầy đủ hơn. Mọi người sẽ làm rồi kiểm tra chéo, kiểm tra đi kiểm tra lại, thì chắc chắn khi đó cái sản phẩm của các bạn làm ra nó sẽ đầy đủ. Còn nếu như mọi người không bắt tay vào làm, mọi người không viết nên một cái gì đó, mọi người không xử lý một cái gì đó, thì các bạn sẽ cứ ngồi hoài, ngồi mãi mà chưa hoàn thành một cái gì. Ok, việc đầu tiên chúng ta sẽ lên những cái bảng. Ví dụ như đây là giáo viên. Giáo viên. Bảng thứ hai đó là về học sinh. À, bảng thứ ba nó có thể là môn học. Môn học. Đây là những đối tượng duy nhất ban đầu tiên mà mình khởi tạo trước. Chúng ta có giáo viên, chúng ta có học sinh, chúng ta có môn học. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xác định rõ là các đối tượng này, vì nó là duy nhất cho nên nó sẽ có các cái primary key. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt primary key như thế nào để cho nó phù hợp? Cũng rất đơn giản thôi, các bạn sẽ có những cái primary key thường là kinh điển nhất, đó là những cái ID, những cái định danh, những cái số thứ tự, những cái mã định danh. Thường đó là những cái ID nó kinh điển nhất. Tất nhiên trong thực tế nó sẽ có rất là nhiều kiểu ID khác,
có rất là nhiều kiểu primary khác. Bài ngày hôm nay chúng ta tập trung vào những cái căn bản ban đầu, cho nên mình sẽ hướng dẫn những cái cơ bản nhất, thường nó là những cái mã định danh, những cái mã ID. Còn trong các bài tiếp theo, khi mà mình nói nhiều hơn về các cái yếu tố về database đặc thù, những cái nâng cao hơn, thì mình sẽ nói về những cái tình huống khác biệt khác. Quay lại, chúng ta sẽ sử dụng ở đây đó là giáo viên ID. Tương tự như vậy, mình sẽ là học sinh ID. Rồi, môn học là môn học ID. Rồi, thì những cái này nó là những cái primary key. Tại vì nó là duy nhất mà nó không có lặp đi lặp lại, đúng không ạ? Mỗi giáo viên chỉ có một mã số giáo viên thôi. Mỗi học sinh chỉ có một mã học sinh thôi. Mỗi môn học chúng ta cũng chỉ để một mã môn học thôi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ bổ sung những cái attribute, những cái thuộc tính cho những cái entity này, cho những cái bảng biểu này. Ví dụ giáo viên chúng ta sẽ có ví dụ như là họ và tên, chúng ta sẽ có ngày tháng năm sinh, chúng ta sẽ có địa chỉ, chúng ta sẽ có mobile, ví dụ như vậy. Thì ở đây mình thực hành mình để những cái trường cơ bản thôi. Tương tự như vậy học sinh, chúng ta sẽ có họ và tên, chúng ta sẽ có ngày tháng năm sinh, chúng ta sẽ có địa chỉ, chúng ta sẽ có số điện thoại phụ huynh. Rồi, tương tự như vậy môn học, chúng ta sẽ có tên môn học, nhóm môn học, ví dụ như là nhóm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ví dụ như vậy. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta lưu những cái nhật ký hoạt động của nó. Mọi người sẽ thấy là ví dụ như là một giáo viên có thể dạy môn học ABC đó, và một môn học có thể dạy bởi nhiều giáo viên, đúng không ạ? Thì mọi người sẽ liên tưởng tới một mối quan hệ là nhiều nhiều. Tuy nhiên, các bạn hãy nhớ giùm mình, mối quan hệ nhiều nhiều là một lỗi trong thiết kế database. Tại sao mối quan hệ nhiều nhiều là một lỗi trong thiết kế database? Tại vì nếu như chúng ta xử lý database theo góc độ nhiều nhiều, nó sẽ bị dễ bị duplicate nè, dễ bị redundancy nè, dễ bị thiếu consistent, thiếu nhất quán, vân. Cho nên quan hệ nhiều nhiều là những mối quan hệ nó mang tính sai trong thiết kế database. Cho nên khi gặp bất kỳ trường hợp nào các bạn gặp mối quan hệ nhiều nhiều, các bạn phải biến chuyển nó sang mối quan hệ một nhiều, thì lúc đó mới chính xác. Các bạn để mối quan hệ nhiều nhiều thì nó sẽ gặp rất nhiều rắc rối khi mà database nó vận hành trong thực tế. Ở đây, một giáo viên có thể dạy nhiều môn, đúng không ạ? Có rất nhiều giáo viên có thể dạy nhiều môn. Và một môn có thể dạy bởi nhiều giáo viên. Thì ở đây, đây là mối quan hệ nhiều nhiều, chúng ta phải xử lý nó ngay. Thì làm sao để mà chúng ta giải quyết được chuyện này? Chúng ta sẽ bổ sung vào ở giữa một cái bảng phân công dạy. Những cái bảng này, các bạn thấy nó sẽ có những cái sự lặp đi lặp lại. Cho nên chúng ta sẽ không có primary key ở đây. Ok, chúng ta sẽ có phân công. Chúng ta có thể tạo một cái mã phân công cũng được hoặc không cần thiết. Ví dụ ở đây các bạn sẽ là mã phân công đi. Cho nó nhìn cho nó phân công 1, 2, 3, 4 là thuộc về môn nào, do giáo viên nào dạy. Ví dụ như vậy chúng ta cũng mang tính quản lý cho nó dễ dàng. Chúng ta sẽ có mã môn học, tên môn học. Chúng ta sẽ có mã giáo viên và tên giáo viên. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là khi mà chúng ta xử lý ở đây, chúng ta phân công dạy, thì việc tiếp theo chúng ta phải tạo một cái kết nối giữa cái giáo viên và cái phân công dạy này. Chúng ta sẽ link vào đây, các bạn sẽ thấy là giáo viên, chúng ta sẽ link vào mã giáo viên. Thì ở đây mối quan hệ là gì? Các bạn sẽ thấy là trong các mối quan hệ chúng ta có một nhiều, một một và nhiều nhiều. Nhiều nhiều thì mình đã xử lý rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái mối quan hệ là một, zero many, many, one many. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy sao? Các bạn sẽ thấy những tình huống là có thể giáo viên có ID nhưng họ có thể có dạy môn hoặc không có dạy môn nào hết, đúng không ạ? Thì ở đây nó sẽ là một mối quan hệ là one to many. Chúng ta sẽ trở lại một cái một, và ở đây chúng ta sẽ many to many, chúng ta sẽ có hai dạng. Một là dạng này, một là dạng này. Các bạn sẽ thấy là nhìn nó như một cái chân gà vậy. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là có ý nghĩa là sao? Một giáo viên sẽ có tối thiểu dạy một môn hoặc là nhiều môn. Tuy nhiên ở đây các bạn sẽ thấy có một số giáo viên người ta có vì một cái lý do gì đó người ta không dạy gì hết, đúng không ạ? Thì cái việc mà để cái ký hiệu này nó không có chính xác, chúng ta phải để là zero to many. Một cái giáo viên có thể là dạy nhiều môn hoặc một giáo viên đó không có dạy môn nào. Rồi, tương tự như vậy môn học.
Thì môn học các bạn sẽ thấy, chúng ta tiếp tục link nhé, để mình kéo ra đây cho nó rõ này. Môn học thì các bạn sẽ thấy là một môn nó có thể là dạy bởi nhiều giáo viên, hoặc một môn đó có thể sẽ không có giáo viên nào dạy cả. Thì cái tình huống nó cũng sẽ tương tự như vậy, chúng ta sẽ một và chúng ta sẽ có cái thiết kế là zero, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta xử lý cái sở dữ liệu, đó là những cái mối quan hệ mà nó rõ ràng hơn, nó chính xác hơn. Tuy nhiên có một số trường hợp đó, khi mà mọi người sử dụng những cái thiết kế cơ sở dữ liệu khác nhau, đôi khi chúng ta cũng chẳng quan tâm cái việc nó có zero hay không. Thì từ đó thật ra chúng ta cũng đừng có đặt nặng cái vấn đề đó. Nếu như mọi người mà chỉ mang tính là chúng ta định hướng, chúng ta thiết kế ban đầu để cho các bạn data science, data scientist thôi. Còn nếu như mọi người thật sự phải thiết kế một cách kỹ càng rõ ràng thì mọi người sẽ phải phân định là nó là một many hoặc là zero or many. Tiếp theo chúng ta cùng xử lý về mặt học sinh. Ở đây học sinh chúng ta sẽ có các cái nhật ký hoạt động nào. Các học sinh người ta sẽ đi học, đúng không ạ? Người ta sẽ phải học tập một cách cụ thể rõ ràng. Thì chúng ta sẽ làm thêm một cái nữa, chúng ta sẽ thiết kế đăng ký môn học. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái giống như là mã đăng ký. Ví dụ các bạn có thể là 10 cái form đăng ký khác nhau. Rồi, nhóm môn ký đông học chúng ta sẽ có mã học sinh. Rồi chúng ta sẽ có tên. Rồi chúng ta sẽ có mã môn học. Chúng ta sẽ có tên môn học. Rồi chúng ta cùng link nha các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ link cái mã môn học với cái ở đây. Chúng ta sẽ xét nè. Bây giờ một môn học nó có thể đăng ký bởi nhiều học sinh. Ở đây mình có thể chỉnh theo hướng là tất cả các môn đều phải có học sinh học hết. Không có được môn nào mà không có học sinh hết. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái mối quan hệ là một, nhưng mà ở đây nó sẽ, mình không để zero nữa, mình sẽ để là phải có tối thiểu là mỗi môn học phải có tối thiểu học sinh học, phải có một học sinh học, ví dụ như vậy. Rồi tiếp theo mình sẽ nói mã học sinh. Một học sinh có thể đăng ký 10 môn học, và quy định ở đây cũng là tất cả học sinh đều phải có học hành, đều phải có học tập, chứ không có được mà bỏ lơi, cho nên chúng ta phải có cái này hết, không thể nào mà zero được. Các bạn sẽ thấy là đầu tiên chúng ta đã định hình được cái cơ sở dữ liệu là có các giáo viên nè, có các học sinh nè, có các môn học nè. Thì ngoài ra chúng ta có thể tiếp theo chúng ta sẽ xử lý theo góc độ là cái môn học đó nó sẽ được dạy bởi giáo viên nào, học sinh đó học môn học đó sẽ được dạy bởi giáo viên nào. Thì chúng ta có thể mở rộng hơn cái database này. Thì trong đây mình kéo hai cái này ra ngoài đây cho nó rộng hơn. Chúng ta sẽ copy một cái table ra. Ở đây mọi người thấy giống như một kiểu thời khóa biểu. Rồi, thì thời khóa biểu này nó làm sao? Nó là thời khóa biểu này nó thuộc về học sinh nào, tên học sinh, môn nào, rồi phân công, rồi ngày, rồi giờ học. Chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta link các cái cơ sở dữ liệu để lại nó nhất quán. Mình zoom nhỏ lại một tí ha. Chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái mã học sinh. Học sinh học đi. Thì đây là một mối quan hệ một nhiều. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục là cái phân công này. Thì mọi người nhìn ở đây, bây giờ chúng ta xét cái mã phân công này, chúng ta nó là cái mối quan hệ gì bây giờ? Thì các bạn sẽ thấy ở đây, chúng ta có thể thấy là có thể đây là một mối quan hệ một nhiều. Thì các bạn sẽ thấy ở đây, chúng ta xét nè. Chúng ta thấy thầy Nguyễn Văn A được phân công môn toán, và môn toán này có rất nhiều học sinh học, đúng không ạ? Có rất nhiều học sinh học. Rồi tương tự như vậy, các bạn sẽ thấy là mã đăng ký học sinh, người ta đăng ký những cái môn học này tương ứng với cái thời khóa biểu. Mọi người sẽ thấy là bây giờ những cái mã đăng ký này hồi nãy chúng ta không có đặt là cái primary key, chúng ta không có xử lý primary key, mà bây giờ tại sao chúng ta phải xử lý theo góc độ này là một nhiều được. Thì quay lại, khi mà mọi người phát triển những cái thiết kế của chúng ta, có thể là ban đầu khi mà mọi người dự định trong việc mà quản trị nó không có những cái yếu tố liên quan tới duy nhất, nhưng mà khi mà chúng ta trong quá trình chúng ta phát triển cái database lên, chúng ta phát triển lớn lớn nó lên, thì có thể nó xảy ra những tình huống đó. Thì cái đó chúng ta có thể quay lại, chúng ta bổ sung vào. Rồi, ví dụ như vậy. Thì các bạn sẽ thấy là có không phải ngay và luôn ngay từ lúc đầu mà chúng ta có thể thiết kế một cái cơ sở dữ liệu một cách nó hoàn thiện, một cách nó hoàn chỉnh đâu. Chúng ta làm là chúng ta cũng phải nhìn đi nhìn lại, review đi review lại thì chúng ta mới đảm bảo được cái tính hoàn chỉnh của nó. Và cái việc thiết kế cơ sở dữ liệu này BA cần phải luyện tập nhiều.
Rồi bây giờ mọi người sẽ thấy là bây giờ chúng ta không thấy quan hệ một một đúng không ạ? Thực sự cái quan hệ một một nó là một cái mối quan hệ khá là đặc thù, nó là một mối quan hệ rất là ít trong thực tế. Thì mình có một cái tình huống mà mọi người có thể thấy có một mối quan hệ một một. Rồi ví dụ ở đây, mọi người sẽ thấy mình sẽ tạo một cái mối quan hệ một một. Ở đây mình sẽ là căn cước công dân, rồi tên công dân, rồi địa chỉ, rồi mobile. Một căn cước công dân thì tương ứng với, có thể ví dụ như là một mã số thuế, thì ở đây là mã số thuế, mã căn cước công dân, rồi mã số thuế ở đây sẽ là công ty, dùng số điện thoại đi. Tiếp theo mọi người sẽ thấy là bây giờ đây là mối quan hệ 11, đây một mã căn cước công dân thì nó chỉ có một mã số thuế rồi, nó không có nhiều. Thì đầu tiên các bạn phải làm duy nhất một mã căn cước công dân thì chỉ có một mã số thuế. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là 01. Tại vì sao? Chưa chắc gì các bạn có mã số thuế cá nhân, đúng không? Chưa chắc gì các bạn có mã số thuế cá nhân thì nó phải là 0 hoặc 1. Thì đây là một mối quan hệ 11. Hoặc là như số bảo hiểm xã hội. Thì đây là những tình huống mà mọi người có thể thấy là khi mà chúng ta thiết kế nên cơ sở dữ liệu, chúng ta sẽ gặp phải. Cái quy tắc mình nhắc lại là cái việc đầu tiên chúng ta cứ đưa ra những cái duy nhất đi, rồi bắt đầu chúng ta mới phát triển lên, rồi chúng ta vừa phát triển rồi chúng ta vừa điều chỉnh. Các cái đối tượng duy nhất đó nó có những hoạt động gì, nó có những cái transaction, những cái giao dịch gì, thì chúng ta cứ lưu vết nó lại, chúng ta cứ lưu trữ nhật ký nó lại, thì chúng ta sẽ ra từ từ chúng ta up lên thì chúng ta sẽ ra được cái database. Và vừa làm vừa điều chỉnh, chứ thật sự đôi khi á, chúng ta làm chúng ta không thể nào một phát ăn ngay được đâu, mà chúng ta phải có những cái sự nhìn đi nhìn lại, phát triển và điều chỉnh sao cho nó phù hợp. Ok, các bạn thấy là thiết kế cơ sở dữ liệu mình nghĩ nó cũng không khó, chẳng qua là chúng ta cần điểm bắt đầu, rồi sau đó chúng ta phát triển từ từ những cái thực thể, những cái mối quan hệ để mà chúng ta hoàn thiện cái cơ sở dữ liệu. Ở đây các bạn sẽ thấy là SQL đâu có giúp ích được điều gì. Và SQL nó chỉ là khi mà chúng ta đã thiết kế xong rồi thì chúng ta mới dùng code SQL để mà chúng ta lập trình, chúng ta xây dựng nó lên thôi. Còn bản chất các bạn học SQL nó sẽ không giúp ích nhiều cho các bạn trong việc mà chúng ta hiểu rõ về cái nguyên lý thiết kế cơ sở dữ liệu. Lời khuyên của mình là nếu như các bạn muốn tập luyện, các bạn muốn hiểu rõ hơn về kiến trúc, về cấu trúc của cơ sở dữ liệu, về cách thiết kế cơ sở dữ liệu, thì các bạn hãy học Microsoft Access, một trong những cái phần mềm trong bộ Microsoft Office. Các bạn cũng không cần phải đi tìm kiếm những cái khóa học, những cái trung tâm làm gì. Các bạn có thể tìm kiếm những cái khóa học online trên YouTube để mà mọi người học về Microsoft Access. Mọi người vừa học, mọi người vừa thực hành, mọi người cùng build up những cái cơ sở dữ liệu theo góc độ bài tập để mà mọi người hiểu rõ và mọi người cảm nhận được cái cơ sở dữ liệu nó được hình thành như thế nào ra sao, nó được thiết kế như thế nào, nó được hình thành ra sao. Cũng như là Microsoft Access á, nó sẽ giúp cho các bạn hình dung được là trong một cái phần mềm thông thường, lớn hay nhỏ cũng được, nó cùng một nguyên lý thôi, nhưng trong một cái phần mềm nó sẽ hoạt động như thế nào, data nó sẽ chạy ra sao, dữ liệu nó sẽ phối hợp với các cái màn hình, các cái chức năng tính năng nó như thế nào. Thì tất cả mọi thứ này nó đều nằm trong Microsoft Access. Mọi người chỉ cần một cái khóa luyện tập về Microsoft Access, mình đảm bảo cho các bạn một cái nền tảng cực kỳ vững chắc. Ok, hy vọng qua video clip này mọi người đã bắt đầu hình dung được về lý thuyết cơ sở dữ liệu, về nguyên lý thiết kế cơ sở dữ liệu, về cách thiết kế cơ sở dữ liệu dựa trên diagram ERD. Thì trong các bài tiếp theo mình sẽ nói về những cái yếu tố nâng cao hơn, cũng như mình sẽ cho các bạn những cái thông tin về SQL cơ bản để giúp cho mọi người làm quen. Hai lúa cho các bạn, chúc các bạn thành công.